Nè cái chị đó gửi cho ông cái hộp thuốc sổ tiểu nè. Đi hả? Ừ. Uống sao đi cũng còn. Hình như là sáng viên chiều viên hay sao? Chị uống được không? Ừ. Mất cứu. Mời chị. Mấy bữa chuyện sao bữa mà cứ mã ông nó ông xuống mã ông đợi sao ông đây? Xuống mã nào? Ồ, mất mở mã như gầu nè. Tôi nói với ông á, cho bưng dầm xuống á, xuống mã xong thấy bà là người bà ác cái đuôi. Không có nói ngày nào hết trơn, ai có biết. Ngày nào cũng gì, đã phải cho hai quấn mùa một thì lưỡi rồi. Rồi ông có xuống mã không? Không, đâu có biết ngày đó đâu mà xuống. Ồ, con trông nó hơn cái gì. Ông đâu có nói ngày đâu mà biết. Nãy tôi nãy dây tôi nói đấy là không hẳn đâu mà. Cái tôi nói về được còn bỏ luôn đi khỏi. À, lúc đầu chị nói không được, không được. Phải không còn. Ừ. Tôi với chị này sao chị quê chị chưa nghĩ được. Tôi với chị là cái gì? Trong khi chị là chị cả nữa. Bộ đồ này ai mai cho ông vậy? Người phụ tử đâu rồi. Hơi chẹt phải không? Chẹt. Không có ông được hai đám mà cũng mã bữa đó xong hoài. Đâu có biết ngày. Chưa mã rồi cũng không thấy không? Cái này nghe là ông đi mình không quay đi đừng nói gì cho nghe khúc rồi. Ừ, vô đó ông cứ lo làm chuyện của ông đi còn tôi về. Ông về ha. Ừ. Hỏi chưa thì cảm ơn cũng gì hết á. Tại này mình đi quay là mình nhờ người ta rồi mà mình kia phải cảm ơn là ngược rồi đó. Không mình nói vụ chuyện Huệ ông còn ông nhận nào đúng nào sai. Thì thôi đi bỏ đi nói hoài. Tôi ghét tôi bỏ đầu luôn không lấy. Chính tôi sắp vô rồi. Chép với chị đừng có là cũng mình nói gì là chặt cái hút bò. Bà tiếc hết, bà ghét lắm, bà ghét cay ghét nắng. Bà có nói ra ngoài phải không? Ừ. Ngày táo của ổng ra của con. Ừ. Để đi chiều anh, tối một khi chiều anh mới về. Mưa nay quẩn rồi. Chiều anh. Tôi nói ông gà chắc ông không có xuống làm cái gì. Có xuống đi ngang mà không có thấy hoài. Đi tụng nó ông vua luôn. Mà đi dắt chiều không mà. Chút nó lên nó chở ông chạy theo ha. Ừ. Đừng nói gì chứ. Đợi đi. Ngon về. Ở đâu cái đám này ở đâu thầy? Con mưa xuống năm chôn chấm luôn hả? Chôn chắc là chôn nhà nhà đó. Ừ. Thì nghe nó nói gì kìa, nó đặt nó cái đồ của tôi làm rồi. Ồ mở liệm thôi không có tụng hả? Nó quảo à, quảo nó mùa một gì mấy nó được, nó một chào cho quảo được quẹ vậy cho nó cha cảnh dặn cha vô mã trước đi vô một giữ nó nói cha. Ông có cho hay đâu biết. Què bữa ta nấu trước rồi. Mặc bộ đồ này chút xíu phát áo kia vô hả? Ừ. Bạn chi số. Sáng nay có đi chích thuốc không? Có. Tôi nói ông chồng tôi chán bà con mà còn. Nè mà có ông nghe này phải gì đi dặn chỗ này. Làm ai đồ cho bà hả? Bà mẹ không hả?
sữa hay là mai? Rồi thôi đó hả? Không, bà là mấy bữa trước bà nào rồi mà cứ ăn. Chị Hà mới trước tôi thấy anh chạy sao nha. Chạy sao mới đi, tại vì mình mới biết nhạc. Đó cái nhà mình hơn á, cái tham người ta lấy một cái mã, một mã con trăm mà đưa cái 500 mà nó 200 thấy kỳ nhiều ba, rồi nó còn nói xong mà nó cho mình thêm nữa, mình mấy 500 tiền đó. Thì ta đưa nhiêu lấy nhiêu đấy chứ mình không có đòi đâu. Nó đòi 500, nó đưa 500 mình không có lấy nhiều được. Thì kệ đi, ta đưa nhiều lấy nhiều, cái đó là khả năng của người ta, còn mình thì bổn phận của mình thì ta đưa nhiều lấy nhiều thôi. Tôi cất cái vụ chuyện mình bây giờ tôi đồ bồ ấy ghê. Một tối thức khuya lắm, sao giờ này ngáp vậy cha? Khuya gì? Đêm buồn đầu buồn cổ muốn giờ thử ra. Tôi dặn ông cái dùng gì nè ba, ngủ dắt cái gì ba nó mất tiêu rồi, xuống chữ ba là mai đó, cũng là ba ba hay sao bị ba vậy chứ ông nào ông ngủ thì cũng dựt chi dụ người ta thức dậy gì ông nội, ông nội ông ngủ ngủ cho ông ngủ đi, biết sao không, lúc đó đuối lắm rồi đó, thấy ông quá mệt rồi phải không? Nằm hồi thiếp luôn. Gán cái chuyện với ba với mệt cũng ba ơi. Mệt thì cho ngủ đi chứ kêu không làm gì. Rồi sau này ông có xuống đó không? Không. Là cái bữa đó đi về xong rồi mấy bữa sau đi xuống mà không có gặp mở cửa. Không mà bữa sau có xuống không? Có. Xuống dắt ba về chiều á. Là đi đám mà ba. Kêu mình tụng ấy mà tao kêu thì mở cửa mã thôi à. Ra ở cửa mã không kệ chứ. Hai mốt còn. Thì tao nhờ gì làm đấy. Chứ mình nhờ chọn gì vậy? Mình nói bữa. Cũng như ý ta nói mở cho biết đường gì vậy chứ đó. Vậy không? Ồ mình đụng cái này xíu gì. Có nhầm người liệm tao không kêu tao đi chôn tao mới kêu nữa sao? Sao xuống đi sao khả mình ăn cơm được chào luôn, chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm luôn. Kéo. Hồi sáng rồi, sáng chưa? Có ăn rồi. Thì chắc đi mở cái mã về ta đãi cơm không mà lo gì. Này mở cái mã sớm rồi, nếu mà 11, 12 giờ là sớm hơn mọi bữa rồi. Nhà ông thì thường ngoài mấy giờ mới ăn cơm vậy? Ở ngoài biến bắt chừng nó đi còn. Lúc nào sáng lúc nào trễ hả? Bắt chừng dễ. Hôm nãy tôi khách bả ông tôi nói không mai thì trả nợ sao không thấy đưa. Là luồn như thúc không hả? À,
anh chắc lẽ làm mà cái mắt không chịu. Thì đồ sửa lúc nào cũng chậm hơn đồ mai rồi. Mà bữa đưa là ai đưa, chị ba đưa? Ôi, thôi nói gì đi, tôi bận lắm hay gì vậy? Mượn gì có. Tôi không dám nói nặng nhẹ đâu, tôi sợ bà tiếp vô mà bà đó không biết sẵn rồi, bà không có nụ nệ ai đâu. Bà hổn quá bà, không biết tánh bà không? Mà chắc không phải ông đâu. Phải má tôi hết tiền rồi, phải tôi có tiền tôi mượn ông vô dùng, vô cạp vô ấy dùng, tôi cũng trả cho ba ơi, giờ cũng còn một xu. Vô để chút gì nhà mới vô cho cha được không? Được không, đâu tôi nói thiệt. Bữa nay tôi kiếm ra mía lau có chút mà tôi nhổ ăn nhà đó, đường gà mệt. Thường thường nó đưa có 100 mà còn ngày đưa 500, tôi tham nhìn qua tôi lấy, tôi lấy 100. Bộ đưa trước là sao? Nó lên nó đặt nó đưa trước mình. Mà gì đó thì ta đưa nhiều lấy nhiều ông nội vô. Họ đưa 5 triệu lấy luôn. Nhầm đám là giống như là bù qua sớt lợ đi, giống như đám cho nhiều đám cho ít. Đám ma thường thường có 500 mà hút còn hơn. Là tới chôn luôn hả? Từ liệm tới chôn luôn không? Cái đó còn giá trị, có nhiều người ra nghèo quá đâu có cho được cái hút còn. Phải chịu thôi. Rừng có 200 trở lại, ông ngoại thì biết người ta chưa ăn gì rồi, có cái bánh gì cho người ta ăn, đủ nước bựng ba này, biết không biết có đại cơm không ba. Ủa thường thường dù là đám người ta có mình bắt em nữa hả? Có. Bữa đám ma trên kia rồi là người ta cho luôn. Chứ ông mà cho mượn cháu quên hết trơn. Cái gì? Ông mà đưa mượn dù rồi họ về là quên luôn. Ta cho đó. Thì mình đem để đấy đi, chừng nào dưới nó có thôi. Tới chuông ngõ còn mắt nó chi dù. Thôi ông đem nón lên một theo đậu nắng, cái nón vàng không được, nón lá đi chứ dù ai che cho mình hết quốc đồn. Không ăn cơm chưa? Ăn sáng không ăn cơm rồi. Chết tôi với ông là bữa nay mệt rồi. Ngày nào cũng có cái khổ hay không thầy?
thính. Ừ, ông còn nhà nhà ông tư na gà ở hay gì còn ngủ á còn sửa sạch với vợ kia hả? Nhiều tháng sau cái thằng tiền đó, thằng tiền từ xa 49 mà nó bị bệnh gì chết không thầy? Thầy á, nó bệnh nhậu mà nó bị ung thư gan. Bệnh gan giờ sao quá trời nhiều đó ông thầy. Nghe nói đương không cũng bị nó vua không muốn ngủ cũng bị nữa. Chứ không phải muốn ngủ bị đâu, đàn bà bị nhất. Không nhớ bà Pha. Bà Pha ở bên sông nè. Còn nhà bả giờ ai ở không còn? Thì con đó, ổng bả chết hết thì còn con nó ở chứ. Mà nó không có biết làm ăn gì chơi nó mới sao. Cha mẹ để lại nghề cho con thì còn con không có lối sống, chứ nhưng mà để tiền là không còn. Có biết làm gì đâu sống. Rồi ăn từ từ hết. Ông không có nghề này không biết làm gì ăn. Đâu hên rồi đó là chọn nghề này lâu rồi. Ăn cái này cũng đâu có no ông nậu đâu chưa ăn. Ăn miếng đi. Thôi cái này là sao của ẩm trái bự lắm mà. Nhỏ em nó mua nữa đó, nó mua chỗ khác. Cái này cũng nói ra không tròn. Trái bự thì nó lạc hơn, còn trái này nó ngọt hơn. Nó mua nó cho đó. Mà trái nhỏ hơn quá. Sao không bắt ông cứ vợ đi ở gì hoài trời. Tôi với ông thì là sự sự khỏi nói đi. Nó không cứ rồi biết đâu nổi. Vậy là nãy ông đưa mấy cái hình phạt cho ba hả? Đưa gì? Rồi quên nó mở cái mã không? Còn nó ba. Tao có thằng lấy hình phạt đúng không? Lấy hình phạt làm gì? Nói tôi là 12 giờ. Ông không điện cho tôi là ông không biết nay mà cũng mã đâu. Ừ, không điện là bữa nay vụt luôn rồi. Sao ông điện là ông tính xuống chơi đó hả? Ừ. Chứ đâu không biết mọi cái mã gì đâu, tính điện xuống chơi. Tôi tính cho ông hay sáng à. Mà má hết tiền đúng không? Ừ. Phải có tiền tôi không có tự, không có mất đâu. Chờ phút ăn chút nói ông nghe nè ông còn. Chúc ông điện dùm con còn tôi trả nó cho. Ừ, chút về đi tôi coi nạp cho. Nạp sao tôi biết được, tôi đã điện. Biết, nạp xong tôi điện cho. Nói cho xuống dưới chút kiếm những trẻ ông ba ơi. Qua ông biết mạng gì không? Mọi gì, cái gì vì heo hả? Vì heo gì đó à, biết. Biết không? Biết. Cái đó đó, có nhiều đó. Nó gì là hoài vậy? Bà
mà sao ngộ vậy hết bức phòng. Mình điểm điểm được, mình đã điểm được. Thì cái số còn nghe được mà. Kìa ba ngày qua có cái người đó gạt mình đó ba. Gạt gì? Không biết anh lạ quá, là biểu đưa 50 triệu cho anh trả. Thôi. Chị hỏi là? Ừ, tôi hỏi ông ở đâu vậy? Điểm không được hết thì. Còn Trăng đó, Trăng nghe nó chữ tôi đó. Nó nói mấy người chị đừng cho anh nghe. Ông đâu 50 triệu đưa nó. Dạ cái đó là sao tôi biết số điện thoại mình gì Phúc Đoàn? Tôi biết đâu. Nó tên Trăng nghe anh Trăng chữ. Xài máy Cù Bắp mà cũng có lượng điện là gạt nữa hả? Chuyện gạt, gạt ai, gạt ông Mười Thuận. Chút nó lên tới rồi. Giờ 12 giờ. Trên gần ở dưới chứng có cái gì đâu mà gạt. Bây giờ Nghĩa Trang quá nhiều rồi. Rồi nữa đắt đâu mua nữa chẳng. Nghe nói còn miếng trống cái bên đó là mai mốt cho nữa đó. Cái đó là hàng. Ờ, chỗ cái hàng cao á, ông thấy bên tay trái còn đó. Thì còn thì quả mai được. Nghe nói thí xong bên đây, tới bên đó nữa đó. Còn ông Bảy Mến là sao với miếng đất đó vậy không còn? Ông là chủ, ông mua ông cho á. Bảy Mến thì xăng rồi đó kìa. Ừ, thì ông là chủ, ông còn mua. À, thằng Minh Liều là sao? Con không? Sao lần nào cũng thấy nó ma rụng nó vô vậy á. Ừ. Có tiền làm gì cũng lên á thầy. Ừ. Mua đất cho người ta làm phước á, cái đó là công đức vô lượng luôn. Nhưng mà chưa được cái này nó mua nghe thằng nó muốn mà để cha mẹ nằm gần là phải đưa tiền nó chứ không phải cho không nữa đâu. Thì ông dành hai lỗ thì ông phải đưa tiền trước á. Đã thí rồi sao kỳ vậy? Tại vì cái đó ông muốn làm kế, giống như là ông xin lỗ rồi còn lỗ ông xin luôn đó là xin hai lỗ. Đã thí luôn đi mà sao làm gì? Thì tại ông có điều kiện, ông muốn cha mẹ nằm gần thì vậy, còn nếu mà không muốn nằm gần thì ông chôn người ta cho không? Vậy cũng như không. Mà nếu mà xin cái lỗ trước mà mốt vô khó lắm, bá mấy cái mã kia kia vô sau kia khó. Vậy hả? Ừ. Có mấy người chừa lỗ mà chưa chết đó, tôi nói ông mốt nè, ta chôn hết thì còn cái đường hẻm nhỏ xíu không. Đi vô khó. Người ta xin trước mà người ta lắp lại. Biết rồi, nhưng mà mai mốt tới cái người kế bên mà chết á là khiêng vô khó dữ lắm. Ừ, thấy không? Ừ, ông thấy mã bá trơn rồi ông khiêng phải cao lên nó mới đi vô được. Giờ ông có xin lỗ nào chưa? Tôi đi theo mà, ôi ơi. Cũng được luôn. Nói với Trăng rồi hả? Ừ. Yêu gãi xong. Ừ. Vậy là đám của ông mai mốt là giao cho Trăng phải không? Không phải giao, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà thiêu. Rồi nhà giao ai? Cái nhà giao cho nó má. Thì giao cho Trăng thì Trăng phải là làm chứ. Dĩ nhiên. Chắc cỡ 11 giờ 45 nó chắc là nó... Nó nói là làm bây giờ mới nói được. Ma này tôi nhớ mất cự trợ. Ngủ ngon lành chứ gì ba đi mất tiêu. Tôi nhớ tôi đi ra kéo ghế mà nhưng thức rồi. Thức cái đồng què. Thức. Ồ, thức. Tôi đi ra tôi nghe em kéo ghế mà. Ba gài cửa trước cứ mít hết trơn mà bà đừng nói xàm. Thì anh ngủ cho ngủ như nặng chứ để ông mệt rồi ông thức sao được. Ủa có tôi ngủ lắm đâu Quốc Hồn. Thằng mà nằm ngay khò khò. Ủa nó đáng gì đó mà mệt. Sáng cũng thức sớm lắm sao mà ông buồn ngủ vậy? Có mới đi đám về cái sợp. Thường sáng mấy giờ em thức? 4 giờ. Ừ.
quen rồi hả? 4 giờ là thức. Quen rồi. 4 giờ là bắt đầu lội bộ ra đây. Để bữa nay là mở cái mã tôi vui lên. Không làm tự nhiên vui liền cái gì mà đừng có nói được không? Không được có nghĩ tới tôi làm vui vậy. Ừ, không làm bình thường đi. Coi như không có tôi vui. Tôi thấy á lộn mèo với hôm bữa được rồi. À, mấy cái nhà làm gì thì dễ đi lắm ngu. Dạ, bây giờ ông đi vô nghĩa trang khó đi qua lắm. Chồng mình lên không đó. Bữa đó anh tiền có mở cái mã không? Đó. Mà chú quên không? Anh tiền nó chung các khí. Nó chung các con vũ cồn cho. Chắc nó có bà con với vũ cồn quá. Đâu vũ cồn cũng có cho đắc khí đó. Vũ cồn hả? Tôi nghĩ gì hay bất lòng. Tôi quá đi đám bàn tay bất lòng. Cái mình biết ai đi không nữa. Tôi quá đi về thiệt á. Địch trình tôi nhiều dữ lắm đó. Ở đâu cũng khó lắm. Tôi với ông nhiều cái trà ô gian chân dữ dằn. Mà chúng chữ cũng khó nữa. Nhớ cái lúc đi qua ông thầy bên sông rửa cái tay. Tôi nói cái gì nè Phúc Toàn? Đi vô cái ông nội thầy đó, ông nói bà không chứ. Ông còn hỏi mẹ tôi hả? Chú cho kẹo nó uống nhiều quá, chú ngồi mệt lắm ông nhậu. Mà thì ngày uống một viên thôi. Cái đó hình như nó có 60 viên hay là 20 viên gì à? Của chị nào vậy Quốc Toàn? Chị gỡ cho ông trên mạng không biết rồi. Mưa gì sao thì mở cái mã được không thầy? Thì người ta phải ứng cơ quyền biến của mình thôi. Con nhận đến gài mùa mưa hay là bão mà nó mưa hoài nè. Trong mương số 5 lại đâu hết Quốc Toàn? Lò Thiêu á. Cái đường Lò Thiêu á. Cái nhà của thằng này nè. Thì cái đường Lò Thiêu là mương số 5 đó. Để đi vô đó hả? Mà không biết ở ngoài nó chứ. Ở ngoài. Nếu ngoài mà chợ á. Còn cái đám mà bạn ông á, ông đi đưa hả? Chắc lên đây nè. Có đâu. Mới 11 rưỡi mà không còn 12 giờ. Nhà má hay mướn thấy bự không không? Cái máy trên góc gạch ở dưới mà cái nhà nó phải có 2 phòng của mình, 2 phòng rồi mà của mình 2 phòng mà ý của mình là 1 phòng mà tính ra của mình không có biết, còn ở trên nó 2 phòng mà đâu có biết.